Đừng lo nhá, chỉ có cái con kỳ lân đi cả, nó mới chơi cái trò bựa nhân thế này. Anh đàng hoàng lắm. Anh mà đàng hoàng á? Ừ. Anh đàng hoàng mà tàn lừa em đi nhà nghỉ thôi. À thì đấy, em biết rồi đúng không? Anh là anh chỉ muốn truyền cho em những cái gọi là nó kinh nghiệm, để sau này mà em thằng nào mà nó đưa em vào nhà nghỉ á, là em phát hiện ra luôn. Anh là anh phải hy sinh cái tấm thân mình để làm một cái bài thực hành cho em biết đấy. Chứ lúc đấy mày em chớm đồng ý bước chân vào nhà nghỉ cái á, là anh kém ra luôn. Điều cái thằng Điều kia lên. Theo ơi, anh bảo em này, các cụ bảo rồi, nhìn mặt mà bắt hình dong, đúng không? Đây này, em nhìn mặt anh với cả mặt ông này, mặt ai uy tín hơn là em biết rồi gì, đúng không? Vâng. Thằng này, mày phấn. Em đừng nghe thằng nghèo nói anh tinh. Thằng này nó biến thái lắm. Biến thái cái gì? Có mà cái mặt anh mới là cái đồ biến thái á nhá. Thế vậy, em không biết đâu. Ông này á, chuyên gọi là ăn trộm đồ lót của phụ nữ để làm khăn mùi xóa ấy. Làm gì có chuyện đấy hả? Làm gì có chuyện đấy. Ôi giời. Này, em nói thật với anh nhá, em đã không muốn bóc mẽ cái mặt anh rồi nhá. Anh giỏi, anh đứng lên để em kiểm tra xem nào. Tao sợ mày chắc. Mày khám đi. Này, thằng này nó vu khống anh. Anh á đàng hoàng ấy, không bao giờ anh làm cái việc đồ trụy. Ôi giời. Đứng im đấy. À? À? Khám đấy. Ôi giời ơi, không ngờ anh Long anh như thế thật luôn đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, em ơi, anh Tuấn ơi, kinh quá. Ôi. Anh Tuấn, tại sao cái quần lót này lại ở trong túi quần anh? Quần đâu, vớ vẩn quần áo. Rõ ràng là bọn em đằng sau nhìn thấy anh lôi từ túi quần anh ra cơ mà. Đây là đồ của em ạ. Anh Tuấn. Anh Tuấn, anh biến thái vừa phải thôi nhá. Để anh. Thằng Tuấn. Mày đứng lại. Mày. Trắng hiếu kiểu gì. Theo ơi, em phải làm thế nào đi chứ? Suốt ngày mọi người ra phá em thế này, em vừa không học được, lại còn không bán được hàng nữa. Từng người đến một em còn đỡ, chứ lúc nào hai anh chạm mặt nhau là cứ loạn hết cả lên ấy. Ai bảo em xinh quá làm gì? Cứ như cái Vân đây này, có bị ai làm phiền bao giờ đâu. Chị Hương, ý chị chê em xấu đúng không? Mày biết rồi còn hỏi. Em rồi, chẳng em chơi với chị nữa. Thôi. Tao chả hiểu chúng mày em út kiểu gì nữa. Toàn hại anh thôi. Ồ, thế ai bảo anh gian? Anh còn lấy đồ của em làm gì? Đúng là cái loại biến thái. Khổ quá, tao lấy là để tao trêu anh Long thôi. Mà mặt, cái mặt hay là chúng mày ấy, lúc nào cũng mở mồm ra là anh em tốt, gói mì chia đôi, bát cơm sẻ nửa. Đấy. Thì anh em lúc đói, đói kém khó khăn thôi. Đến cái lúc cần việc cái biến thành anh em cây khế hết. Thì lúc đấy em thấy cái gì thì em nói ra thôi. Ai bảo anh không nhé bọn em trước, chị Hương nhở? Nhé nhèm trước. Mà con Vân, mày nợ tao nửa thùng mì. Con Hương nợ tao nửa chai dầu gội đầu. Liệu mà trả đi. Có ấy cái gì? Không trả được bằng đồ nhá, thì trả bằng hành động. Mày nghĩ cái gì đấy? Hả? Ai thèm? Hả? Một con thì lép, một con thì cũng lép. Lại còn được cái lông nách dài. Ôi trời ơi, nghĩ cái gì không biết. Lại đây bảo này. Quá. Ngủ say rồi, vào đây.
thằng mặt chuột tên Long, đêm ngày tớ tưởng bướm ong mệt người. Mày đang làm cái gì đấy? Em làm cái gì ấy nhỉ? Mà anh đang làm cái gì đấy? Tao đang đọc sách. Anh ngồi vào đọc sách tiếp đi. Em đi xuống dưới tầng một tí nhá. Đấy, cứ làm theo cách anh chỉ vẫn đúng mà lại tiết kiệm nhiều thời gian. Gì chứ đi thi đại học á, thời gian là vàng, hiểu không? Mình á, tiết kiệm được nhiều thời gian, xong rồi mình kiểm tra lại một lượt bài mình đã làm, như thế chắc chắn điểm sẽ cao. Dạ vâng, em cảm ơn anh Long ạ. Ơ, nhưng mà anh Long ơi, anh Long cứ đi làm về là anh Long lại ra đây ngồi, thế không sợ vợ anh biết à? Vợ anh mà biết là đánh chết em đấy. Ồ, vợ nào? Anh làm gì đã có vợ? Thì anh Tuấn bảo với em là anh có vợ rồi, vợ anh tất nhiên còn gì. Đấy là vợ cũ của anh thôi. Nhưng mà hai bọn anh là ký đơn ly hôn rồi, không liên quan gì đến nhau nữa. Đấy, bây giờ anh này, anh có nhiều đâu. Anh Long vừa giỏi, vừa hài hước, lại còn khéo mồm như thế nữa, mà chưa có người yêu à? Anh... Có rồi. Anh Long, anh có chắc là anh chưa có người yêu không? Chắc như cua gạch. Mày làm sao? Theo, nếu một người đã có người yêu mà vẫn đến đây để tán tỉnh em thì em sẽ làm cái gì? Ui, gậy to thế. Thì em á, em sẽ đập thẳng cái gậy này vào mặt nó. Thế thì em được phép đập rồi đấy em ạ. Xem đi em. Sao tao lại ôm mày mày? Anh dỗ ngon dỗ ngọt để tôi làm người yêu anh, mà bây giờ anh nói thế à? Theo, vào đi em. Anh Tuấn đỉnh thật đấy. Anh Long bị đánh mà không biết tại sao luôn. Thương thôi. Anh Long tưởng nó dữ. Anh Long nói kêu mày lạ thế nhỉ? Anh có biết gì đâu, không biết gì hết. Này, con này nó khai hết rồi. Mày đừng hòng chối. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng ngang 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 ngang. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hương dương. Trời ơi, hướng dương mà cứ ẩm ẩm hướng dương thế này thì bố em mà chịu được. Nhất phải làm thế nào chưa? Em biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cẩm Vân, đứng ở kia chụp ảnh đi. Không biết bao giờ mà thôi được cái trò giàn hài đánh nhau nữa. Bao giờ mày trả cho tao hết nửa thùng mì thì tao cho hết. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, mềm 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 mềm. Bằng chứng rõ rành rành ra đây nhá. Tí nữa anh Long đến, kiểu gì anh Long cũng bảo là bọn anh dàn cảnh ra để chụp.
mà bọn anh có làm đâu. Đúng rồi, lúc đấy chị đi chợ về, chị chỉ vô tình cầm cam trước tự sướng thôi. Tí nữa anh Long ra đây nhá, kiểu gì cũng bảo chị lập kế hoạch với anh Tuấn. Ừ, cả chị nữa đây này, gái có chồng như chị mà anh Long cũng không tha, lại còn đòi gian gian díu díu mập mờ với chị chứ. Bây giờ mà em hỏi nhá, kiểu gì anh ấy cũng bảo là coi chị như là em gái mà lại đi nói anh trai như thế à? Đấy. À, chúng mày, con này tránh ra. Ê. Em đừng có tin cái lời của mấy đứa này. Chúng nó đang dàn cảnh ra để chúng nó hại anh ấy. Đấy, Văn không sai, dù chỉ một dấu phẩy. Em thấy bộ mặt của anh Long chưa? À, này, em đừng tin nó. Con này nó có kế hoạch chung với cả thằng Tuấn ấy. Đấy, vẫn đúng cú pháp, theo thấy chưa? À, cái con canh nhà xác này nữa, tao coi mày như em gái. Mà mày lại đổ oan cho tao à? Đúng rồi, sao em biết anh nói thế? Đấy. À. Này, ba đứa chúng mày định giở cái trò gì đấy hả? Chúng mày định gấp lửa bỏ tay người xấu à? Nhầm. Gấp lửa bỏ tay người thôi nhá. Thêu, em phải tin anh. Anh sống rất đàng hoàng. Bọn này định tập trung làm hại anh như này. À đúng rồi. Để anh gọi cho cái Nhung, nó cắt cam nó gửi cho mình. Đấy, xem chúng mày giở trò à ha. Alo Nhung à? Ờ, anh Long đây. Mày cắt cho anh cái đoạn cam từ lúc 16h05 đến 16h15 xong gửi cho anh nhá. Ok. Đứng lại. Đấy là bọn em giúp anh hết sức rồi nhá. Chẳng qua là anh ngu thôi. Chẳng qua là do anh đến tối thôi. Anh nên chấp nhận số phận đi. Anh á, chỉ để người ta cắm sừng thôi, chứ đừng có mơ mà có tình yêu thật sự nhá. Này, mày còn cố tình xoay vào lỗi đau của tao đấy à? Đó. Cái phần này thì tối nay em về em làm lại luôn. Làm lại hai lần xong rồi đi thi sách nhớ. Dạ vâng ạ. Này em này. Em thấy anh sao? Anh cũng rất là tốt à? Thế em có thích anh không? em cũng bình thường ạ. Nhưng mà em không ghét anh như trước nữa. Thế còn được. Mà này, nãy giờ anh dạy em học ấy, anh mệt quá. À, thế để em rót nước cho anh uống nhá. Ê, anh không khát. Anh đau vai quá. Thế để em bóp vai cho anh nhá. Chị tốt quá. Anh đỡ đau chưa ạ? Anh cũng đỡ đau rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ anh lại đau tay này. Vâng, thế để em bóp tay cho anh. Ôi trời, bóp chỗ nào hết đau chỗ đấy. Ôi, bàn tay thật là diệu kỳ. Vâng ạ, thế anh còn đau chỗ nào nữa không? Để em bóp nốt cho. Anh á, anh còn... Anh đau chỗ nào ạ? Anh đau chỗ thằng em ấy. Anh à, ôi trời, lại là chúng mày. Ô, lại chuyện gì nhỉ? Thế, anh Long ơi, thế các anh chị kia lại bày trò hãm hại anh à? Hại cái gì mà hại? Hả? Tôi là vợ của anh Long nhá. Mặc dù đúng là ký vào giấy ly hôn rồi, thế nhưng mà chưa ra tòa, vợ chồng ở với nhau thì lo trả gó mấy chục lần ký vào đơn hả? Đấy là cái việc bình thường ấy chưa? Đứng dậy cho tôi. Anh là cái thằng chồng đốn mặt kia chưa? Chưa ra tòa ly hôn vợ mà dám ra đây tú tí tù tì à? Hả? Anh chán sống rồi hả? Anh. Lại còn đi cãi à? Hả? Tôi cho anh bao nhiêu cơ hội rồi hả? Anh cứ hứa lên hứa xuống là anh sẽ thay đổi. Mày lại đâu vào đấy? Tôi lần này nhá, tôi cho ra tòa thật, tôi không đùa anh nữa đâu. Chị ơi, chị diễn mà chị ru anh Long ngã đau thế. Diễn cái gì mà diễn? Mà mày là con nào? Có phải mày đang tú tí tù tì với thằng chồng tao đúng không? Không, có phải có chuyện đấy xảy ra đâu. Nhờ theo nhờ. Thì đúng rồi, em với anh Long thì không có gì. Nhưng mà ngày nào anh Long cũng ra đây rồi nói thích em ấy. Nhưng mà chị Diễn thì đừng chặn mắt như thế. Em sợ. Anh, hôm nay anh tới số rồi.
À đây rồi. Anh hôm nay anh chết với tôi nhá. Này này, chị đừng lại anh. Gì? Chị đánh người như thế có phải là đi tù không? Anh Tuấn trả chị bao nhiêu tiền mà chị làm như thế có phải thiệt không? Việc vậy à? Mày tránh ra. Nào, rõ ràng là việc của em. Chị được anh Tuấn thuê đến để làm anh Long mất điểm trong mắt em. Nhưng mà em nói cho chị biết và cũng nói luôn cho anh Tuấn biết là anh càng làm như thế, em với anh Long càng có tình cảm với nhau. Anh Long, anh còn gì để nói không? Anh đằng nào cũng nộp đơn ly hôn. Hôm nay nhá, tôi phải đánh cho anh tàn tật mới thôi. Nào, chị dừng lại ngay, chị không được đánh Long. Mày làm cái gì mà mày bênh hả? Rõ ràng là chị Diễn, làm sao mà chị phải đánh người ta như thế? À, kia rồi, chị đứng ở đây. Chị đi ra đây em bảo. Đây, anh đi vào đây. Anh nói đi, có phải là anh thuê chị này đến để khóa anh Long không? Em không thích anh Long đâu, nhưng mà anh Long thích em. Chuyện nào ra chuyện đấy, anh quá đáng quá là không được đâu. Không, anh có thuê đâu. Đây là vợ anh Long thật mà. Trời ơi, anh bảo em rồi nhá, anh Long có vợ rồi, em còn không nghe anh cơ. Giờ sáng mắt ra chưa? Thông báo cho em gái biết nhá, anh ta có vợ rồi. Nhưng mà không chỉ tán mình em đâu, còn tán nhiều em khác nữa cơ. Em bảo không phải xem, tôi đột đưa ra tòa luôn bây giờ đấy này. Ở đâu, anh còn nói, anh dám nói cái gì đâu. Thì ra là anh toàn nói phét, mà đời tôi thì cực kỳ ghét mấy thằng nói phét. Ừ, đúng rồi. Đây, cầm lấy. Em xin. Anh Tuấn khôn thật đấy. Mày ta thông minh nhá. Không ngờ anh còn nghĩ ra cách gọi vợ cũ để xử lý anh Long nữa. Bái phục, bái phục. Được đấy, đánh mạnh lên em ơi, mạnh lên. Đời tôi là cách biết mấy thằng nói dối nhá. Từ giờ tôi cấm anh lại gần tôi. Anh mà còn đến gần tôi đánh anh chết. Ôi trời, ai da, ai da, ai da, ai da. Mẹ tiên sư con trai bóng hoa nhá. Ai da, ai da.